Chào mừng các bạn đến với Top Sao Hàn và ngay sau đây hãy cùng chúng mình điểm qua những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. BTS là nhóm nhạc nổi tiếng vì sự nhiệt huyết trên sân khấu, nhưng đôi khi vì diễn quá sung mà nhiều lần 7 chàng trai không may gặp các sự cố kỹ thuật. Trong đó, các thành viên thường xuyên gặp vấn đề về micro. Dù cả nhóm luôn cố gắng xử lý tình huống mượt mà trân châu nhất có thể, nhưng không phải ai cũng thành công. Jungkook xử lý sự cố micro cực chuyên nghiệp. Khi BTS diễn tiết mục Fake Love tại lễ trao giải MAMA 2018 tại Nhật Bản, rất nhiều fan nhận thấy micro của Jungkook có vấn đề khi giọng của anh không vang rõ ràng như những thành viên khác. Jungkook cũng thường xuyên phải lấy tay chỉnh micro. Thế nhưng nam idol vẫn trình diễn cực kỳ hoàn hảo, thậm chí anh còn không bỏ lỡ bất kỳ nhịp nào dù phải vừa nhảy vừa sửa bộ phát âm thanh. Cách xử lý hoàn hảo của Jungkook khi gặp sự cố micro đã giúp anh nhận được vô số lời khen ngợi từ các fan và cư dân mạng vì sự chuyên nghiệp. Dù cậu út của BTS gặp khó khăn nhưng anh vẫn cố gắng hết mình để đem tới cho khán giả sân khấu trọn vẹn nhất. Thứ hai, RM tự tay đập micro vào mặt vì hậu động. RM nổi tiếng vì sự thông minh uyên bác cùng khả năng rap thâm sâu, nhưng anh có một nhược điểm lớn là vô cùng hậu động. Anh thường xuyên làm hỏng đồ vật hoặc tự làm mình bị thương vì bất cẩn. Các fan không thể nào quên khoảnh khắc nam idol than phiền về việc anh tự đập micro vào mặt mình do quẩy quá hăng trên sân khấu. V mải tung hứng đến mức rơi cả micro. Các ARMY đều nhận xét rằng dường như V có thói quen tung hứng micro khi biểu diễn trên sân khấu. Hành động này nhìn qua có vẻ ngầu nhưng thực chất đã có vô số lần thành viên sinh năm 1995 khốn khổ vì tuột tay và đánh rơi micro. Dựa vào biểu cảm của V trong những lần anh bị fan bắt quả tang làm rơi micro thì có vẻ như đây là chuyện thường ngày ở huyện. RM và J-Hope đụng độ kinh hoàng chỉ vì cái mic. Trong một lần biểu diễn ca khúc Run, chàng trưởng nhóm RM hậu đậu đã bất cẩn làm rơi micro. Vì vội nhặt micro, nam rapper đã mất đà lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười khi lao thẳng đầu vào vòng ba của J-Hope. May mắn là cả hai chỉ lảo đảo chứ không ngã lăn ra đất. Tuy nhiên, các fan được dịp cười vỡ bụng trước tình huống oái oăm này. Jin và Jungkook nhầm đủ loại đồ vật thành micro. Duyên nợ giữa BTS và những chiếc micro vẫn chưa kết thúc khi lần này nạn nhân là Jungkook và Jin. Trong một lần nhận giải thì vì quá vui hay sao mà cậu em út của BTS nhầm chiếc cúp của mình đang cầm trên tay là micro, còn định phát biểu vô cùng hùng hồn, dõng dạc bằng cúp vàng danh giá. Còn Jin thì khi quẩy quá sung trong concert, nam idol đã tưởng chiếc lightstick mình cầm trên tay là micro và giơ lên định hát. May mắn là anh kịp thời nhận ra có cái gì đó sai sai để đổi bên kịp thời thoát khỏi cảnh suýt chút nữa là thôi lỡ nhịp. Đáng chú ý là tình huống buông tay này xảy ra không chỉ một mà tới tận hai lần. Cảm ơn bạn đã lắng nghe và đừng quên chúng mình là Top Sao Hàn. Hãy like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày.